Hàn Quốc nha các bạn. Mùa biển mùa hè 2021 vào tháng 7 thì mình hôm nay mình đi biển chơi, sẵn quay chia sẻ với cho các bạn xem. Đây mình đã xuống tới dưới mấy biển rồi nè, ôi rất là mát luôn. Biển nước xanh trong, mọi người đi biển chơi rất là nhiều và dẫn các con của mình đi ra ngoài biển chơi cát, tắm biển. Thật là tuyệt vời. Đây là bãi biển vào mùa corona chặng 4 nha các bạn. Đài kêu là bước vào chặng 4 hồi 4 ngày trước. Thì trong 4 ngày trước thì hôm nay mình cũng đi ra biển chơi để xem vào chặng 4 thì biển nó có vắng hay không. Thì mình thấy vẫn sinh hoạt vẫn bình thường nha các bạn. Ở Hàn Quốc thì corona thì corona, nhưng mà người dân vẫn làm việc bình thường, vẫn đi làm bình thường nha. Chỉ có buôn bán thì cũng vẫn buôn bán bình thường, nhưng có điều là khi mình vô tiệm thì phải kêu bằng cái tiếng Việt mình kêu bằng cái gì, bắn nha, đo nhiệt độ nè, rồi thoa thuốc diệt khuẩn, rất là tuyệt vời luôn. Biển rất là mát. Ở ngoài đó nó có chỗ mà mình chơi trò chơi đó, mình đi cano nè, rồi đi chuối nè, nó kéo mình đó, cano rất là vui. Đi một chiếc cano như vậy thì mỗi một người có 10 ngàn hoặc 15 ngàn thôi nha các bạn. Đây nó lạng như vậy đó, ngồi trên đó cảm giác rất là hấp dẫn luôn. Nó lạng ở ngoài đó như là ở trong đây nó có sấm, nhìn cũng rất là thú vị. Đánh cho một vòng như vậy đó. Có cái trò chơi kéo chuối nữa nha. Mọi người mình lên 4-5 người gì đó, mình lên cái chuối bắt đầu nó cano nó kéo mình. Nó kéo mình mấy vòng gì đó, xong rồi nó lắc một cái cho mình ngã xuống dưới cho nó vui á. Là xong, trả 10 đồng. Kia là trò kéo phao. Đi ra biển thì ở bên đây ra biển thì vui lắm luôn. Đây mà dẫn mấy bé ra đây đeo phao vào cho mấy bé chơi giải trí. Chứ mùa hè mà nhốt mấy bé trong nhà hoài là mấy bé khờ luôn á. Các bạn nghĩ là corona tại sao ra biển? Tại vì các bạn xem đi, biển là một nơi rất là rộng mênh mông. Cho nên mình ra biển mình cũng nghĩ là mình không sợ lây corona. Tại vì mỗi người thì ở, tại sao vô siêu thị nó bắt chỉ cách một người 2 mét. Thì ra đây biển rộng mà mình ngồi một người mấy mét luôn thì làm sao mà lây được, đúng không?
bên kia có một đứa bé là mẹ mua cho cái phao con cá, nhìn rất là dễ thương luôn. Đây gần như là ra đây là gần như là 70% là không đeo khẩu trang nha các bạn. Biển rất là đẹp. Con chơi bắn xuống nước vui hả? Ở khu ở dưới kia cũng rất là đông luôn à, các bạn à. Đây là biển cách nhà mình khoảng 50 cây số thôi, còn biển xá mấy cây số trên kia rất là đẹp và bự lớn lắm, lớn hơn biển này nữa, nổi tiếng lắm. Biển này thì nó mới làm lên và nổi tiếng đây thôi. Người nước ngoài rất là nhiều luôn nha các bạn. Các bạn biết tại sao mà người nước ngoài vẫn còn ở bên Hàn nhiều không? Tại vì người ta bị kẹt corona đó, giống như mình vậy đó. Nói vậy chứ những người ta định cư lại Hàn Quốc á nhiều lắm. Hàn Quốc bây giờ dạo này người nước ngoài rất là nhiều luôn, nên là nói chung là cũng không có buồn đâu. Biển năm nay nhiều anh đẹp trai quá mọi người. Rất là đẹp. Mình rất là thích biển luôn. Đó, các bạn thấy không? Ngồi trên chiếc mà cano đó thì thôi tuyệt vời luôn, cảm giác rất là hấp dẫn. Ở bên kia còn rất nhiều người đang đứng trên cái bè đó đó. Rất nhiều người đang đứng chờ tới lượt mình chơi. Chơi cái đó nó cũng rẻ lắm mà lại vui nữa. Người này lên người kia xuống, mình vui lắm. Ở bên Hàn thì nói chung là biển rất là nhiều luôn các bạn ạ. Biển rất là nhiều. Vòng vòng á, các bạn á, lên bản đồ xem thử là vòng vòng là biển thôi. Đây là một cặp tình nhân đang đi chơi. Người ta đi thì có cặp, mình đi mình buồn không? Buồn ghê luôn chứ ha. Người chỉ có 10 đồng 200 ngàn Việt Nam thôi nha, nhưng mà ở Hàn Quốc 10 đồng thì rất là rẻ, giống như Việt Nam mình là 10 đồng thôi. Tại vì mình quy ra tiền Việt Nam thì mình thấy nó là 200 thì nghe nó lớn lớn, nhưng mà thật sự ở bên đây nó có 10 đồng. 10 ngàn won thì nó có 200 ngàn Việt Nam. Nên 10 ngàn won thì bên đây làm gì mua được mấy cái kem thôi các bạn à.
bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Vina Chow Channel. Nếu thấy video hay thì cho Vina Chow Channel xin một cái like và một cái subscribe ủng hộ Vina Chow Channel với các bạn. Bye bye các bạn, hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.